Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 6 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Như thường lệ, mở đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Đêm nay và ngày mai, thời tiết khu vực miền Đông, miền Tây và toàn khu vực thành phố Hạ Long phổ biến mây thay đổi, gần sáng và sáng có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 26 cho đến 32 độ. Còn ở vùng biển ngoài khơi bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, cũng dự báo gần sáng và sáng có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa 10 km, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động trên ngư trường. Vừa rồi là tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh, còn bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước. Trong đêm nay, ngày mai, rãnh áp thấp qua khu vực Bắc Bộ và hội tụ gió ở mực 1.500m dần suy yếu, nên mưa tại Bắc Bộ thu hẹp về diện. Ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông, còn khu vực đồng bằng mưa rào chỉ xảy ra cục bộ vào đêm và sáng trong thời đoạn ngắn. Riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 40 cho đến 70mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Sau đó vào ban ngày trời chuyển nắng và khá oi nóng vào thời điểm trưa với nhiệt độ lên ở ngưỡng từ 31 cho đến 34 độ. Riêng một số nơi như là Sơn Tây của Hà Nội, Ninh Bình có thể xấp xỉ ngưỡng 35 độ. Còn đối với khu vực Trung Bộ, trong ngày mai, nắng nóng có khả năng xuất hiện diện rộng suốt dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Phú Yên, có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 36 cho đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm thấp nhất trong ngày là từ 45 cho đến 55%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 12 cho đến 17 giờ. Dự báo nắng nóng tại khu vực có thể kéo dài trên diện rộng đến ngày 6 tháng 6. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Lui xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong đêm nay và ngày mai tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20 cho đến 40mm, có nơi trên 60mm. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối. Vào ban ngày trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ ban trưa khoảng từ 29 cho đến 32 độ tại Tây Nguyên và từ 30 cho đến 33 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Chuyển sang thời tiết biển. Trên toàn khu vực Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có gió Tây Nam đến Nam cấp 4, mưa chỉ xảy ra vài nơi. Riêng phía Tây của khu vực Nam Biển Đông có mưa rải rác làm tầm nhìn giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Kết thúc bản tin dự báo thời tiết sẽ là bảng nền nhiệt độ 3 ngày tới tại một số thành phố du lịch trên cả nước.